Xin chào quý vị và các bạn. Phiên giao dịch hôm nay chính thức đã kết thúc rồi. Trên cả ba sàn nó đều kết thúc rồi. Bây giờ đã là hơn 3 giờ rồi. Thì phiên hôm nay là một phiên rất nhiều cảm xúc, đúng không? Nếu mà bạn nào mà có cái cảm xúc FOMO và không giữ được cái kỷ luật giao dịch ấy, thì phiên hôm nay là mua bán loạn xạ chắc chắn rồi. Đầu buổi sáng thì đấy, chỉ số nó dập dình và đến đầu buổi chiều ấy thì nó dập một phát rất là mạnh, dập khoảng 0,5%, dập khoảng 7-8 điểm rồi đấy, 0,5%. Sau đó thì nó lại hồi rất là mạnh lên, đấy, và tạo ra một cái cây nến rút chân. Và cái giá trị giao dịch của ngày hôm nay nó cũng là một cái giá trị giao dịch rất là lớn, nó không được như cái cây này, nó không đạt được cái kỷ lục của cái cây này. Đấy, cây này là một cây kỷ lục rồi, nó không đạt được nhưng nó là một cái giá trị giao dịch lớn, hơn 34.000 tỷ đồng giao dịch cái phiên ngày hôm nay. Và thật là ngạc nhiên, khối ngoại buổi sáng thì rút ra nhưng buổi chiều thì đấy lại bơm thêm 100 tỷ, hơn 100 tỷ vào thị trường đấy, bơm đúng ở cái chỗ lúc sập này đấy. Và các cái cổ phiếu rác tôi cho các bạn ấy, nó đều tăng rất là mạnh. Bốn cổ phiếu rác thì có ba cổ phiếu hôm nay nó chạm giá tím, sau đó thì hai cổ phiếu nó giữ được giá tím và một cổ phiếu thì nó không giữ được giá tím, tuy nhiên đấy là nó vẫn là cái giá rất là cao đấy, nó tăng 12,96%. Và hy vọng hai cổ phiếu này nó giúp quý vị và các bạn kiếm được nhiều lợi nhuận. Tôi hy vọng thế thôi, lý do là nó là cổ phiếu rác nên các bạn phải dè chừng, đấy, canh chừng. Và một lần nữa thì tôi xin nhắc lại là những cái cổ phiếu mà tôi cho các bạn cái ở trên cái kênh ấy, không phải là cho mà là cái bộ chỉ số tôi đưa trên kênh ấy, là không phải là tôi bảo là nên mua cổ phiếu đấy hay bán cổ phiếu đấy đâu nha. Đấy là các bạn cần cái bộ chỉ số các bạn yêu cầu tôi thì tôi đưa lên. Đấy, và tôi chỉ chọn những cái cổ phiếu nào mà có nhiều người quan tâm ấy, thì tôi sẽ đưa lên. Lý do ấy là các bạn cũng phải thông cảm, tôi làm một cái clip lên mà chỉ có khoảng 10 với 20 người xem ấy thì nó sẽ rất là buồn. Và cái clip đấy ấy thì sẽ coi như là một cái thất bại. Đấy. Nên tôi sẽ chọn những cái cổ phiếu hôm nay dòng FLC nhá, nó tăng rất là mạnh. Đấy, và tôi cũng có khuyến nghị với quý vị và các bạn dè chừng đến nó từ đấy. Và lái của thằng FLC này nó có ưu điểm rất là mạnh nha. Đấy, các bạn hình dung thế, nó rất là mạnh. Và không biết được, không 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 biết được nó sẽ đi đến đâu đâu. Đấy, và quan điểm của tôi giai đoạn này ấy, là chúng ta đừng có phân tích cơ bản nhiều. Chúng ta nên đánh giá cái đồ thị kỹ thuật đấy, đừng phân tích cơ bản nhiều mà chúng ta nên đánh giá cái đồ thị kỹ thuật. Thì hai cái cổ phiếu tôi cho hôm nay ấy là vì tôi phát hiện ra dòng tiền nó vào KSH. Vì tôi phát hiện ra dòng tiền nó vào đây, quý vị và các bạn nhìn này. Tiền nó vào nhá, tiền vào rất là mạnh. Tiền vào đến đây ấy thì nó đột phá tiền này, đột phá ba cây này, tiền vào đột phá. Tất nhiên là nó sẽ có những người mua từ dưới này người ta chốt, nhưng kệ người ta thôi, người ta chốt không 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 đáng ngại đâu. Tất nhiên là nó là cổ phiếu rác, tôi nói luôn nó là cổ phiếu rác và chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra ở phía trước đâu. Nên nếu như bạn nào mà quản trị được rủi ro tốt đấy thì những cổ phiếu này sẽ đem lại lợi nhuận đáng kể đấy nha. Nó sẽ có cổ phiếu mà sẽ bị lỗ nhưng mà về cơ bản là nó sẽ mang lại lợi nhuận. Ví dụ cái cổ phiếu TGT nhá, các bạn đã ăn hai cây tím rồi, hai cây tím rồi nhá, TGT nhá, và cũng chưa biết được lúc nào nó dừng lại đâu. Tiếp theo này, cái cổ phiếu TTF tôi cho các bạn nhé, thì hôm nay là nó đỏ nhưng mà nó cũng chưa nói là sập xuống đâu, cái cổ phiếu này cũng chưa 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 có tín hiệu sập xuống nha, tôi cũng không biết được. Và các cái cổ phiếu rác ấy là các bạn phải tự theo dõi, tự đánh giá, bởi vì là như tôi nói đấy là tôi sẽ cho liên tục để các bạn có nhiều cơ hội hơn. Và vì khi mà tôi cho liên tục ấy là tôi sẽ không nhớ được những cổ phiếu tôi cho trước đây đâu, nên các bạn phải tự các bạn đánh giá, tự các bạn quyết định mua và bán nhé. Đấy, đấy là cái mà tôi lưu ý để quý vị và các bạn đề phòng, không là nó sập xuống cái là các bạn lại cứ giữ khư không chạy là chết đấy nhá. Cái thị trường ấy thì tôi vẫn giữ quan điểm là nó chưa thể sập được xuống đâu, nó chưa thể sập được xuống. Tuần này là cái tuần mà để đánh giá sức mạnh của dòng tiền, nhưng mà thực ra tiền nó vẫn đang rất là mạnh đấy, tiền nó rất là mạnh. Và như tôi nói đấy, cái cổ phiếu HPG nhá,
nó chỉ bán đấy, nó chỉ có một hôm nó bán ra như này ấy, thì cái lượng tiền này nó đẩy cái đống cổ phiếu rác này lên đấy, là lên tới mây luôn đấy, lên kinh khủng luôn đấy. Bạn hình dung thế, cái cổ phiếu này giao dịch có 8 triệu cổ phiếu, 9 triệu cổ phiếu trong một phiên. Cái thằng này nó giao dịch một phiên nó 30 triệu cổ phiếu, mà cái mệnh giá của cái thằng này nó đã gấp 10 lần cái mệnh giá của thằng này rồi đấy, các bạn hình dung thế. Nên lý do đấy là cái lý do mà khi thị trường nó đạt đỉnh nhá, khi thị trường nó ở cái tầm cao chứ không phải đạt đỉnh, thì các cổ phiếu rác thường nó sẽ chạy rất là mạnh đấy, nó chạy rất là mạnh và sẽ có nhiều cổ phiếu rác ăn một lần đấy. Đấy đấy là cái mà tôi chia sẻ để quý vị và các bạn hình dung ra. Và rất nhiều người nhắn tin cho tôi ấy, thì tôi nói là cứ để ý vào cổ phiếu rác ấy, còn tất nhiên ấy là mua vào cái cổ phiếu không may mắn thì cũng phải cắt lỗ thôi, nhưng chúng ta đừng cắt lỗ vội vàng cái cổ phiếu rác đấy, cho nó nhiều cơ hội. Ví dụ như cái cổ phiếu này một ngày nó tăng 15%, nó tăng tím là tăng 15%, mà các bạn mà cắt lúc 7% ấy thì nó chỉ có ngày mai, ví dụ ngày mai nó dập xuống phát là cắt lỗ ngay rồi đấy. Quý vị hình dung thế, cho nó không gian rộng hơn một chút. Ví dụ như sàn Upcom ấy thì không gian nó phải lên cỡ khoảng 15-20%. Còn cái sàn, tất nhiên là nếu mà không chịu được cái đấy thì tốt nhất là không nên mua cái cổ phiếu của sàn Upcom. Đấy, sàn Upcom bởi vì sao? Bởi vì giá của nó đến lúc giá đóng cửa ấy, nó lại tính mức giá trung bình. Và nhìn vào đây ấy, thì cái giá đóng cửa có lẽ là nó là 6.1 hoặc là 6 chấm nhé. Tôi không 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 nhớ công thức là nó có nhân với cái số lượng cổ phiếu hay không thì tôi không nhớ, nhưng mà nó là giá trung bình. Thì nếu như nó tính giá trung bình không ấy thì nó sẽ về là 5.8, 5.9 gì đấy, 5.8. Nhưng có lẽ là nó nhân với số lượng cổ phiếu nữa thì phải, hình như là thế. Thì nếu mà nhân số lượng cổ phiếu nữa thì nó khoảng là 6.1, 6.6.1 gì đấy nhá, là đóng cửa ngày là phiên ngày mai. Và tiền đang còn nhiều, chưa sập được đâu, chưa sập được nhá. Quý vị và các bạn hình dung thế. Nhưng chúng ta phải dè chừng, phải đề phòng rủi ro. Đề phòng rủi ro nhá. Đấy là cái chia sẻ tiếp theo. Và tôi có một cái lời khuyên ở cái giai đoạn này này, là giai đoạn mà tôi đã nói là cổ phiếu rác lên ngôi rồi, và chúng ta để kiếm được lợi nhuận ở giai đoạn này ấy, thì chúng ta cần có ba cái yếu tố mà chúng ta cần phải ghi nhớ này. Thứ nhất là phải liều, liều nếu mà bạn nào mà không có máu liều ấy, không có cỡ máu cờ bạc ấy, thì thôi đứng ngoài quan sát đấy cho nó đỡ mệt đầu. Đấy đấy là cái tôi khuyên rất là thật nha. Cái thứ hai ấy là phải lì, nó dao động đừng sợ, kệ, lì. Mình đã xác định là mình mất 10% hoặc mình đã xác định mình mất 20%, ví dụ như cái cổ phiếu này cái mệnh giá bé tí này, các bạn mua 10.000 hết, ví dụ mua là hết 62 triệu đúng không? Ví dụ mua cái giá hôm nay là các bạn mua giá xanh thì là 61 triệu, hoặc mua được cái giá 60 triệu này, 60 triệu đúng không? Các bạn mất 20% là bạn mất 12 triệu. Đấy, bạn xác định là nếu như mất 12 triệu thì tôi sẽ cắt lỗ, ví dụ thế. Đúng không? Nhưng mà nếu mà nó mà chạy thì tôi nghĩ là con này nó sẽ vượt 10 đấy. Các bạn nhìn này, tiền nó vào liên liên miên luôn nhé. Đấy đấy, thì thứ hai là phải lì, lì nó dao động kệ nó, không sợ, phải 20% thì tôi mới cắt lỗ, ví dụ thế. 1 phần 10 phần 15% ấy thì một phiên nó sàn phát là 15% rồi là các bạn sẽ run. Nhưng nó sàn đấy thì cái giá đóng cửa của nó lại không phải giá sàn đâu, nó lại là cái giá trung bình ấy. Đấy nên lại cảnh giác nha. Đấy là cái tôi khuyên cái thứ hai. Cái lời khuyên thứ ba ấy là phải quản trị được rủi ro. Quản trị được rủi ro thì làm thế nào để quản trị được rủi ro thì tôi cũng đã khuyên các bạn rồi đấy. Có nghĩa là cái tài khoản của các bạn, ví dụ cái giai đoạn này các bạn định chơi ba con rác, xác định luôn là cái giai đoạn này là giai đoạn chơi chứ không phải giai đoạn đầu tư, nói thế cho nó dễ dàng và cho nó nhẹ nhàng. Và quý vị hình dung ra ấy, là từ bé đến giờ ấy, các bạn chơi ấy thì thường là mất tiền, chứ có chơi cái gì mà được tiền đâu đúng không nhỉ? Nên chúng ta xác định rồi được thì vui vẻ, thua thì không quay cú. Đấy, có nghĩa là chúng ta phải quản trị rủi ro. Để cho nó không quay cú ấy thì phải quản trị rủi ro. Giai đoạn này mà chơi cái bài all in one ấy là coi như đốt tài khoản luôn. Đấy. Thế thì quản trị như thế nào thì tôi mới chia sẻ quý vị là nếu như quý vị định mua ba cổ phiếu rác, ba cổ phiếu rác nhé, thì chỉ sử dụng khoảng 30% tài khoản thôi. Đấy, mỗi cổ phiếu rác mua 10%. Đấy, còn 70% tài khoản là, một là các bạn đang mua một cái cổ phiếu đầu tư dài hạn nào đấy thì cứ có thể là mua theo chiến lược dài hạn, hai là để dự trữ. Đấy, nếu như nó bất chắc thì nếu mà nó bất chắc ấy thì các bạn có 70% đấy thì các bạn ập vào một cái cổ phiếu tốt mà khi thị trường nó sập xuống.
bởi vì chúng ta không thể nói hay được, chúng ta không biết được là lúc nào thị trường sập xuống đâu, tôi khẳng định luôn nhá. Và cũng không biết được là thị trường còn tăng mạnh được cỡ bao nhiêu, nhưng tôi thấy là nó đang đi theo cái kịch bản này đấy, nó sẽ tăng, nó sẽ dập dình, xong sau đó thì tất cả những đồng chí mà có tiền ở trong tài khoản đấy là sốt ruột không chịu được vào ấy, thì khi mà vào một cách ồ ạt đấy thì nó làm cho cái chỉ số nó đẩy canh tăng một cách đột biến và nó hút hết tiền đấy, hút hết tiền margin căng ra và tiền trong tài khoản cạn đi, và lúc đấy nó mới sập xuống đấy. Đấy là cái kịch bản mà tôi đã mô tả cho quý vị và các bạn từ trước rồi đấy, và quan điểm của tôi là có lẽ là nó đâu đó đến khoảng tháng 2 năm tới thì nó mới sập. Tháng 2 có nghĩa là còn khoảng, chúng ta còn khoảng 2 tháng 3 tháng 3 tháng rưỡi nữa đấy, khoảng 3 tháng rưỡi nữa đấy, có thể thôi nhé, còn không biết chắc chắn được. Và chúng ta chỉ yên tâm khi chúng ta có cái kịch bản để đối phó thôi. Một là chúng ta an toàn đấy, an toàn thì không nên mở quá nhiều vị thế, mở ít thôi. Nếu như định mở thêm một vị thế thì phải bán bớt cái cổ phiếu đi, đến lúc nó xảy ra vấn đề ấy, thì chúng ta có thể bán kịp. Thứ hai là chúng ta phải lên cái kịch bản ứng phó là khi nếu thị trường sập xuống thì tôi sẽ bán cái nào trước, bán cái nào sau, vân vân đấy nha. Hôm nay không biết là mấy cái con L14 hôm nay có giữ được sắc không? Kinh con L14 các bạn hình dung này, nó như này là rất nhiều người sẽ mất tiền, và đấy cứ vào phát là nó bán thôi, bởi vì là sao, giao dịch các bạn hình dung nha, các bạn đặt giá mua 1.000 này thì cái cổ phiếu người ta đang cầm sẵn ở trong người rồi, các bạn hình dung thế, người ta bán giá nào cũng lãi đấy, cứ bán 101 bán sàn đội mua sàn xong đến cuối phiên thì ví dụ như là bán được 10.000 chẳng hạn, hoặc bán được 100.000 chẳng hạn, cuối phiên ông chỉ cần dùng 20.000 ông đẩy một phát lại lên xanh hoặc lên tím đấy. Đấy là cái cách mà những cái cổ phiếu giao dịch nhỏ này người ta đấy, lái người ta làm nha, thì quý vị các bạn cảnh giác thế thôi. Còn tôi không khuyến nghị mua bán hay là nắm giữ, không biết được nó sẽ lên hay không đâu, nhưng cái cổ phiếu đấy ấy, cái lượng cổ phiếu ở ngoài nó chưa nhiều nên là nó dễ đẩy nha. Khi mà nó nhiều lên đấy thì nó mới khó đẩy, thì lúc đấy nó sẽ sập. Còn bây giờ ấy là cổ phiếu đang nằm hết tất cả trong tay to với lại là những người mới mua ấy, thì nó không sập đâu, nó cứ dập dình, nhưng mà không biết được là nó sập lúc nào đấy, khó là cái chỗ đấy. Và cứ thế thôi, cứ có lệnh vào là nó cứ bán 101 cũng được, cứ bán 101 bán 101, những cái lệnh to này bán 101 đến khi đuối không bán được, hoặc là vào nó bán luôn một cục, ví dụ bán 100.000 luôn phát nó sàn nhé. Sàn cho người cứ mua thôi, mọi người cứ mua xong đến cuối phiên ấy thì cái lệnh đặt bán này nó có mấy đâu, bởi vì mọi người ở ngoài thì có mấy đâu, nó lại mua một cái lệnh 20.000 phát nó lại xanh lên hoặc là thậm chí tím lên, đúng không? Hôm sau nó lại bán đấy, quý vị hình dung thế. Bởi vì khi mà người ta làm chủ cuộc chơi ấy, người ta ôm một đống rồi, người ta biết là cổ phiếu ở ngoài là bao nhiêu rồi ấy, thì rất là khó. Và quan điểm của tôi ấy là không nên mua mới nhé, những ai đang có rồi thì có thể đấy, canh cái giá tốt đấy. Còn cứ vào những cái cổ phiếu rác, tôi nói con này đấy, tím hai phát tím rồi, quý vị hình dung thế, nó cứ tăng 6,7% nhưng không bằng hai cái con hôm nay của tôi cho đâu nhé. Hai con hôm nay của tôi cho quý vị ấy, các bạn hình dung ra cái con này nó mà chạy ấy, thì nó cứ trên 10% một hôm, trên 10% một hôm. Còn cái con này ấy, nó chạy ấy thì cứ khoảng 9% một hôm đấy, hôm nay 9%, không biết nó chạy thế nào. Con này nó chỉ cần lên đấy, nó cứ 9% một hôm ấy thì thực ra nó chạy nhanh lắm đấy, nó chạy nhanh lắm. Và để kiếm được cơ hội lợi nhuận lớn, con này cũng đang cái vùng đẹp nhá, các bạn hình dung này đấy, nhìn đấy, những người nào mà nhìn quen đồ thị ấy thì đồ thị của nó đang đẹp đấy, con này cũng thế. Tôi cho quý vị là tất cả các cổ phiếu tất nhiên nó là rác, không nói, không phân tích phân theo gì ở đây, nhưng về đồ thị ấy là nó đang đẹp vào được đấy, thế thôi. Còn vào phải quản trị rủi ro, mà tôi không biết được nó lên hay không đâu. Còn nếu mà nó chạy thì hai cái con này nó còn ngon hơn cái con kia, tất nhiên con kia nó an toàn hơn, nó ngon hơn là nó chạy nhanh hơn thì nó cũng sập nhanh hơn. Con kia thì nó chạy chậm hơn thì nó sập cũng chậm hơn nhé. Cuối cùng thì rất cảm ơn quý vị đã ủng hộ kênh của tôi trong cái thời gian qua, và hy vọng tất cả quý vị và các bạn đều kiếm được nhiều lợi nhuận, và chúc quý vị và các bạn may mắn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip sau.